đáp lại là xin chào. Khi tôi nói xin chào lần thứ hai, các chị phải đáp là xin chào. Nhưng khi tôi nói là xin chào tất cả các chị lần thứ ba, thì lúc này các chị không chào nữa, mà sẽ chào có tay chặt ra và phục lớn ra cửa của đội. Thế là đấy các chị. Được chưa? Nếu càng to càng dài là tốt, càng thể hiện cái năng lượng của mình. Hãy nhớ rằng năng lượng chính là năng lượng. Được chưa? Và kết thúc chàng pháo tay đó thì tôi sẽ hỏi là các anh chị đã sẵn sàng chưa? Thì các anh chị không nói là sẵn sàng, mà phải nói là sinh ra đã sẵn sàng. Được không chị? Rồi. Xin chào anh chị. Xin chào. Xin chào anh chị. Xin chào. Xin chào tất cả anh chị. Vừa lên. Vừa to một người. Vừa to một người nào các chú. Đứng lên, đứng lên, em chơi. Đứng lên. Đó, lên đứng lên. Ok, cảm ơn tất cả các chú rất nhiều. Các chú chú tôi chưa? Chú tôi chưa? Ok, và khi các chú đã sẵn sàng thì không muốn ra được, tôi không chú đã được với chú như thế này. Ok, thank you. Cố lắm, cố lắm, cố lắm, cố. Được không? Không, hãy nhớ rằng nhất quỷ như ba thứ ba là bảo hiểm. Được không? Thôi máu lửa, cái này này chúng ta phải máu lửa. Được máu lửa chúng ta mới làm được. Được không? Các chị biết là trước đây khi tôi đi tư vấn bảo hiểm, mới một lần mà cảm thấy tôi không đi chuyến. Các chị biết tôi làm gì không? Đứng ra hết thì mới bảo vệ thành viên. Nọ, quên hết bài. Các chị muốn nghe không? Không, lên cơn hứng rồi đấy, độ hứng bắt đầu cao. Hát chơi thôi, nhưng tôi xin nhắc lại, tôi không phải là người biết hát, và tôi biết tôi hát bài này sẽ nhiều người được thích, bởi vì từ xưa tôi làm ở Provincial, những năm đầu thì tôi hát một cái bài như thế ở Bình Dương. Cái bài này gọi là bài xuyên tạc, gọi là huyền thoại đại lý đồng lượng. Đó. Tôi hát tặng anh chị, bởi nó rất là ngắn thôi, cho nên nó cũng nhanh, nhưng mà nó có dụng tức. Mỗi lần mà tôi cảm thấy rất tinh thần đi xuống, thì tôi tự hát bài này của Bình Dương chính mình. Đại lý chúng ta một lòng ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không sờn. Ra đi nhớ cần chờ kịp. Ra đi vào tư mê về. Người dân tắc mắc của mình ra tiên nữa. Mẹ, sao sao, chú thích lọc. Người dân tắc mắc thì trả lời cho hát lại. Lọc. Bởi vì sao? Bởi vì đến là rủi ro cũng là vấn xúc động, không đúng anh chị? Cái bài này tôi rất là thích. Đó. Từ đầu ạ. Ok. Đời lưu chúng ta một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không sờn. Ra đi nhớ cầm sâu kín. Ra đi phải đi về về. Người dân tóc mắt thì mình sợ là người dân tóc đi thì mình đặt tiền về với công ty. Đó, chỉ đơn giản với tôi. Nhưng mà cái bộ sâu kín, các chị ở đây có biết bộ sâu kín của người đại lý bảo hiểm không? Các chị nhớ về xem lại trong live stream tôi đã hướng dẫn cái bộ loại bộ sâu kín và cách sử dụng bộ sâu kín thì như thế nào. Chúng ta không phải là đi tư vấn ai mà tên trắng đâu, nó phải có những cơ sở. Vậy bởi vì khách hàng họ không biết chúng ta là trả lời lớp nguyện. Sao nóng thế này? Nóng ơi chị. Tôi xin phép anh chị là giờ này toàn người nhà cho tôi được cởi cái áo ra nha. Vậy bởi vì khó chịu á. Yên tâm tôi cởi đến đây thôi. Tụt vừa nó chạy hết. Nhưng mà nóng kinh điển. Vãi mồ hôi rồi. Rõ ra ít. Ok. Bây giờ quay trở lại. Tôi sẽ hướng dẫn các chị chi tiết từ mình cái bài này để các anh chị hiểu cái hồn của nó. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đẩy được. Đẩy được. Bởi vì các chị nhớ rằng chúng ta phân tích rõ ràng. Nhưng đẩy đến lúc xuống tiền thì chúng ta phải đẩy được lên đến cái độ nó đạt cái đỉnh của nó. Các chị nhớ chưa? Và các chị có để ý trong cái bài này tôi chốt liên tục lên. Tức là phải chốt liên tục trong cái khâu tư vấn. Ok chưa? Cái thông tin của một gia đình như này các chị nói có được không? Quá dễ đúng không?
Vậy khi công ty có những thông tin như này, thì chúng ta sẽ nói, tôi nói rồi, công ty đừng quay. Hoặc bởi vì sao quay đến lúc tôi không hay lắm. Tôi đã từng được file lên YouTube rồi, tôi sợ nó chuyện lắm. Các chị ghi âm thì kể cả các chị có file lên, tôi không sợ bởi nó có nhìn với mạng này. Các chị bây giờ, tôi nên ông nào nói đây không sao, nhưng các chị quay xong rồi được bắn lên YouTube, xong rồi có những câu tôi nói nó hơi sách một cái, đúng không nhỉ? Rồi từ bắt đầu là nó sẽ rất nguy hiểm. Các chị nhớ nha, tôi làm ơn gọi chúng ta thống nhất nhau. Qua thông tin của gia đình bạn, tôi sẽ hình dung gia đình bạn như sau. Tới chữ vẽ này. Nhưng một vẽ này các chị cũng phải biết cách để vẽ. Nhớ này, khách hàng không cho chúng ta nhiều thời gian, cho nên đừng quá cầu kỳ. Các chị nhớ chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta không phải là họa sĩ, cho nên vẽ không cần đẹp, được chưa? Nhưng mà hình dung có được không? Hình dung được. Mà các chị có tin tôi đôi khi hình dung hơi được không? Thì các chị vẽ từ đường đưa đường lên đường đường xuống này, vẽ là đường sổ đường xuống trong đường đường ngang người ta, sau đó đưa cái đường ở trên đây. Nhưng các chị phải nhớ cái đường ngang này luôn luôn nó phải kéo dài cái này ra để đường đưa cuối cùng nữa. Các chị hình dung chưa? Được tránh trường hợp đối hết. Như này ra ngôi nhà chưa? Rồi, sau đó các chị sẽ viết ở đây. Vẽ cái này thì mọi người cũng nên chú ý một chút. Nó khéo léo. Cái ông trầm này bao giờ cũng vậy. Kể cả nó không kiếm được tiền nhưng mà rất tinh trí vẻ. Có nói gì ạ? Cho nó cao hơn một tí, không chết. Được chưa? Nhưng mà nếu vẽ vợ mà thấp hơn một chút thì nó hiểu. Các chị không chọn. Vợ. Chồng này. Vợ này. Và hai người con. Con thì thấp hơn chút. Nhưng mà vẽ phải nhớ. Nếu mà vẽ cái này các chị chú ý. Cái chân này nó phải chạm đất vào đây là cái nền nhà của họ. Được chưa? Và nó phải có đầy đủ chân tay. Nhưng mà nhiều người ở bên dưới này chắc chắn sẽ vẽ theo cái kiểu như thế này. Vẽ như này là vẽ sai. Bởi vì chân này không chạm đất. Nó gọi là thương tập toàn vùng bên dưới. Thì không nói bằng nữa. Các chị nhớ chưa? Bên cạnh đó còn một cái lối nữa trong quá trình chúng ta vẽ. Thì là vẽ như thế này. Cũng chạm đất ở đây. Nhưng mà đường được thẳng đây, xong được vẽ cái như thế này cũng là sai. Các chị biết tại sao không? Mà nếu các chị mà vẽ cái hình này mà đưa thẳng văn phòng đầu tiên, các chị sẽ rất dễ bị ăn đòn. Bởi lúc này các chị chỉ định em ấy cả 60. Có đúng không nhỉ? Là nguy hiểm, tức là đánh giá họ là quá yếu, nó sẽ nguy hiểm. Cho nên tôi vẽ như thế này cho đơn giản. Được chưa? Bởi vì tôi không có thời gian để huấn luyện, tôi chỉ có thể là chia sẻ để các chị giúp ra những bài kinh nghiệm thôi. Với cả chúng ta không cần phải cầu kỳ, vẽ đầy đủ tất cả các thứ này nó mất thời gian. Bài này các anh chị đạt được chuẩn là chỉ tư vấn trong 15-16 phút rồi. Được chưa? Là hỏi giao lưu tất cả các kiểu, chứ không cần phải quá nhiều. Ok. Sau khi có được cái này rồi, thì chúng ta sẽ hỏi họ. Anh chị có thể vui lòng chia sẻ cái cảm nhận của mình về cuộc sống gia đình mình tại thời điểm này như thế nào. Cái câu này các chị biết được gì không ạ? Đấy là được định vị khách hàng. Nếu như mà cái gia đình nó tan nát, nó không ra gì có ai cả bảo vệ em. Tôi có sự có ai cả không? Không ai bảo vệ hết, chúng ta sẽ rất khó. Được chưa? Cái cách bảo vệ rất dễ dàng. Ok, với cuộc sống gia đình anh chị tại thời điểm này, sao các anh chị có thể chia sẻ cho em cái cảm nhận cuộc sống gia đình anh chị tại thời điểm này như thế nào? Câu trả lời là gì? Cứ gia đình anh hiện nay là ổn, nhưng mà thường thế, họ cũng tốt. Có đúng anh chị? Họ nói thế không? Hãy nhớ câu chúng ta hỏi. Chúng ta phải biết chắc chắn câu trả lời, tức là họ không phải trả lời khác. Các chị có nhớ chưa? Vậy sau khi hỏi xong rồi, thì chúng ta hỏi câu thứ hai. À, câu thứ hai. Thưa anh chị, ok, chúc mừng anh chị bây giờ có cuộc sống rất tuyệt vời. Anh chị có thể chia sẻ thêm đó. Để có được cuộc sống ổn và hạnh phúc như anh chị vừa nói, nếu mà họ nói như thế nào thì mình phải hỏi lại là đúng cái mà anh vừa nói, đúng chưa? Chứ họ bảo là cuộc sống anh chị tạm ổn, nên là bảo cuộc sống ổn như vậy thì tôi đã không được chết. Anh chị ạ, hãy căn cứ vào những gì họ nói. Vậy theo anh chị, để có được cuộc sống tạm ổn như anh chị vừa nói, thì theo anh chị từ đâu mà có?
Nếu không phải tự nhiên có không? Các chị biết để gì mà? Để chúng ta được cài đặt và có được cuộc sống như ngày hôm nay không dễ đâu, nó không phải tự nhiên đâu. Có đúng anh chị? Rất khó khăn mới có được. Và rồi họ nói rằng không phải là tự nhiên mà phải do hai vợ chồng làm việc. Có đúng anh chị? Cho nên chúng ta bắt buộc phải hỏi họ được cài đặt để cho họ thấy rằng cuộc sống này để có được cuộc sống ta ổn và phúc nó không dễ dàng. Nó rất khó khăn mới có được. Thì đến lúc kia chúng ta cắt cái đôi tay được xuống dây toàn người với đôi tay phải tài đám tôi với tay. Cái chị hiểu ý không ạ? Tức là chúng ta nói chúng ta phải hiểu cái hồn của nó. Nó là cái gì? Ok. Vậy thì khi mà nói không phải đưa hai chị thì chúng ta phải chốt cho tôi một câu rất quan trọng. Dạ vâng, rõ ràng để có được cuộc sống tạm ổn và hạnh phúc như anh chị vừa nói không phải tự nhiên, mà do anh chị đã phải cố gắng nỗ lực lao động làm việc và cách cực lực, bên cạnh đó phải có ý thức thức đấy thì mới có được, đúng không anh chị? Họ có phủ nhận được không? Mà họ vừa nói mà mình phải rào, họ rào giọng cho rất kỹ, được chưa? Và sau khi họ trả lời xong thì chúng ta chốt xong rồi thì chúng ta hỏi, rồi chỉ phép được hỏi anh chị một câu vui thôi, đúng không ạ? Anh chị có thể chia sẻ cho em là cái ngôi nhà mà anh đang ở hiện nay có được xây trên đất không? Đừng hỏi mình kiểu khác, nhưng người chế không chế đầu. Rồi, các anh chị phải nhớ rằng tất cả các đội lợi vấn này tôi phải biết gần 10 năm được nghiên cứu. Gần 10 năm nghiên cứu, cứ hỏi xong rồi đi áp dụng xong không thành công về lại nghĩ lại, xong lại làm lại. Thế cái lời dẫn rất quan trọng. Ok, họ sẽ nói gì với anh chị? Đương nhiên, có đúng không ạ? Cái câu này nó hay ở chỗ nó tạo ra một không khí cực kỳ là vui vẻ. Thậm chí em khách hàng này có thể quay thường nó quay cái này nói hay chứ nhỉ? Nói kiểu đối mặt chắc gì đây? Thực tức là mình phải phá tan cái trạng thái mà cái đầu suy nghĩ đi. Có đúng không ạ? Nhưng nó lại đạt ý đồ của mình. Cái sự tính thiết. Ok. Rõ ràng là sao thế đấy? Thì chúng ta cần cãi với họ. Bảo ơi em nói thế nhưng mà với em không phải đâu, ngày này không xây trên đất đâu là cứ đi. Các chị có anh vâng chưa ạ? Nhớ nè, đừng có cãi. Tôi bảo vâng anh nói không sai. Em hỏi anh hỏi bất kể một người nào đều nói với em câu đó. Vâng, rõ ràng về mặt trực quan chúng ta nhìn thấy là cái nhà này xây trên đất. Tuy nhiên theo quan điểm riêng, nhớ là theo quan điểm riêng của mình. Đó, theo quan điểm riêng cá nhân em thì không có nhà nào được xây trên đất hết, mà nó được xây dựa trên một nền tảng rất khoa học, đó là phải có một người đứng ở đây, phải có người đứng ở đây để các bạn đầu tư đất này. Đó, ra hai tay lên để đỡ cho gia đình này. Các chị nhớ cố gắng là vé cái thứ này các chị ở dưới. Vé ở đây thôi, nhiều người vé cái đầu được quá to, không kéo xuống đây, xong cái tay được đưa xuống dưới này, xuống dưới lên đây. Vé không ai, tay người ta cắn xuống vai, phải cắn lên, cắn dưới này, này quá thai. Tôi chỉ vâng chưa ạ? Tôi chúng ta phải chú ý, tôi cố gắng là nhắc những cái để mà nó bị lỗi. Cái vé này nó ổn. Bên cạnh đó cái khoảng cách này này, nó phải đủ xa. Nếu cái chuyện mà vé khoảng cách ngay đây, thì cái nhà này nó rơi xuống nó không vỡ. Tức là cái này là người dung dọa. Các chị đang nhớ với tôi, khi mà để như thế này rơi này xuống vỡ, như thế để như này rơi xuống nó không vỡ. Cho nên cái khoảng cách tên chị được tính toán cho cẩn thận. Được chưa ạ? Cái khoảng cách này xong chưa ạ? Ok. Tức là gì? Theo quan điểm của em phải có người đứng được đây, ra hai tay lên để đỡ ra cái này. Nhưng chúng ta được chứng minh đó. Tuy nhiên cái tay vẽ đây không phải bằng xương bằng thịt, mà chính là khả năng tạo ra thu nhập để cung cấp cho gia đình. Các chị, ta phải chứng minh là cái đôi tay này nó không phải là tay của mình, hoặc mà nó là cung cấp thu nhập, ta tạo thu nhập cung cấp gia đình. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình nói rằng nhà không xây trên đất thì chúng ta buộc phải chứng minh. Các chị đồng ý không? Chúng ta phải chứng minh được chuyện đó. Và để chứng minh là cái nhà này không được xây trên đất, bây giờ em tạm gác vấn đề thu nhập của gia đình mình sang một bên. Lúc này các chị nhớ là sau này các chị đi tư vấn ấy, người ta cho cái thu nhập được thì cho, không cho chúng ta cũng không cần. Quan điểm của tôi tư vấn đó là gì? Cho thôi.
Porque essa rapa não é tudo que está no meio. Esse mundo está no meio do cuộc sống ta cuộc sống ta ở vạn thức như lúc nãy anh nói. Từ chi phí tối thiểu một tháng là bao nhiêu? Chi phí tối thiểu các chị nhỉ? Ăn uống đi lại sinh hoạt, gọc quần áo, xe cộ, đúng anh chị? Ok, tiền học hành, bệnh viện, rồi tiền khóc, tiền cười, bỏ qua vô tư giải trí, tức là cả cuộc đời không có du lịch gì hết. Lúc này họ theo cái chị họ cung cấp đâu? Rất nhiều người ai cũng nói nó cung cấp. Mặc dù tôi nói ra, các chị thấy tôi nói lên bảo hiểm họ không, nhưng họ có biết mình là bảo hiểm không? Biết chứ. Mặc dù tôi không nói, nhưng tôi đầy tôi nghĩ à, chúng này sao hỏi là lúc chắc có nhiều người bảo hiểm không? Đúng không? Và lúc này ông không nhìn lại, thậm chí kiếm đó nói, tiêu hết cả số tiền rồi. Mỗi tháng tôi 25 triệu. Có được không nhỉ? Ý là gì? Ý là hết tiền rồi, rồi kiếm đi. Có được không nhỉ? Nhưng các anh chị tin tôi đi, càng khiêm tốn những người đại lý trong trường hợp này càng tốt. Chém gió thì mới sẽ tự tổn thương. Đó, lát tôi sẽ phân tích tôi chỉ đến cái điểm đó để các anh chị đừng ngần ngại. Kệ cho chém thoải mái, chém thoải mái đến lúc chúng ta mới có lý do để thật được trở lại. Ok, cái giai đoạn đó là giai đoạn cực tính nhất. Các chị đồng ý không ạ? Và luôn nói theo những giờ của họ, đừng nói theo của mình. Ok. Và sự là đó là để có cuộc sống này mỗi tháng 10 triệu thì các anh chị phải ghi luôn cho tôi 10 triệu vào đây. Đánh mũi tên tôi vào đây. Đánh mũi tên tôi vào đây. Được chưa? Tôi rõ ràng anh chị công nhận luôn đặt để có một cuộc sống duy trì ổn định như này phải có 10 triệu để cung cấp vào đây hàng tháng. Vậy nếu không có 10 triệu để cung cấp hàng tháng thì gia đình này có tồn tại được không? Thì gia đình mình có được không? Đúng không ạ? Chắc chắn là không. Và chúng ta sẽ hỏi, vậy cho anh chị cái khoản 10 triệu mà cung cấp hàng tháng cho gia đình, có phải tất cả các thành viên trong gia đình mình đều đi làm để mang về không? Đúng chưa? Chắc chắn là không. Bởi vì câu này để gì ạ? Nên là quy trách nhiệm. Các chị nhớ là quy trách nhiệm. Và cái quy trách nhiệm này có một lợi thế cực kỳ quan trọng, đó là nâng tầm, được chưa? Nâng tầm và nâng cái giá trị của cái người đó đối với gia đình. Các chị công nhận tôi, ai cũng thích mình là người quan trọng nhất trong gia đình không? Có đúng là được nhiều người kính trọng người phụ không? Đó là về mặt tâm lý. Vì vậy chúng ta hỏi câu đó, cái khoản này ai sẽ người phụ không? Tất cả là nói hai vợ chồng, đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này thì hai cháu bé là con nhỏ phụ thuộc. Chị nhà mình thu nhập 5 triệu đủ chi phí điện thoại, điện nước, bạc lương thực. Rõ ràng toàn bộ cuộc sống và tương lai người này phụ thuộc vào cái người thu nhập chính của anh. Vậy anh biết không? Người em bé đây không ai khác chính là anh. Mình người quá quan trọng đối với gia đình này. Đó, và xin chúc mừng chị đã lấy được một người chồng quá tuyệt vời và có trách nhiệm. Khoái không? Khấn khoai. Ok, rồi. Tuy nhiên tôi lại hỏi anh, với các chị nhớ nè, đừng bao giờ là nói là anh nọ anh kia, đúng không? Người em ra đây không ai khác chính là anh, và từ đâu trở đi thì đừng bao giờ nói anh hay chị nữa. Không ra đây một tí nữa mà anh chết rồi, anh tủ vong rồi, anh cứ gọi phía kia là cứ đi. Họ nói chết nhưng mà không được chết. Tại đó là vậy hả? Ok. Vậy theo anh, thì cái người trụ cột này, mình đang nói chuyện với họ thì đương nhiên họ hiểu rồi. Đúng cả. Cái người trụ cột này phải cung cấp cái 10 triệu này cho gia đình có phải chỉ một tháng không như vậy? Hỏi thẳng luôn. Được chưa? Câu trả lời là gì? Liên tục thì các anh chị bắt đầu vẽ ra cái sơ đồ thứ hai, tức là sơ đồ chi phí để quy xem họ cần bao nhiêu tuổi. Ok, năm nay anh 30 tuổi, mỗi một tháng chi phí là 10 triệu, mà như anh nói liên tục một năm là 12 tháng. Vậy theo anh phải cung cấp khoản này trong bao nhiêu năm? Được chưa? Câu trả lời là như vậy chúng ta chấp nhận bao nhiêu ạ? 2222 đó là tính đến chi phí tối thiểu. Anh chị nhớ chưa? Tối thiểu, bởi vì các chị phải nhớ là nếu mà nói về trách nhiệm ấy, thì kể cả là người 50-60 tuổi vẫn còn ông bà vẫn lo bình thường.
đúng anh chị, đến bạn công tôi năm nay 47 rồi, có học nhưng mà bố mẹ tôi vẫn rất bình thường, hỏi ra tay gọi điện coi quay như thế nào, mỗi lần đi về quê mà đi chơi, 2-3 giờ sáng ông bà vẫn gõ cửa bình thường, vậy, bà bảo là người ạ, không con mẹ bây giờ xin thưa không ai có làm đâu, đi khắp thế gian rồi, tôi vẫn được lo, nhưng bà chỉ nói đúng được câu này, mày lớn rồi đây rồi anh biết, nhưng về nhà mày mãi chỉ là đứa trẻ mà thôi. Cho nên cái chuyện này đối với tôi là cái trách nhiệm nó không có người. Có đúng không chị? Vậy thì trách nhiệm thì cần thể hiện cho con. Đó là lo cho tương lai của con. Ở đây các chị công nhận lựa chọn nó phải là chi phí tối thiểu chưa ạ? Bây giờ cái tối thiểu tiếp theo đó chính là trách nhiệm. Đó, trách nhiệm. Để con ra là phải có trách nhiệm với nó. Có thể không có trách nhiệm với con, nhưng con cái thì bắt buộc. Có đúng không chị? Vậy thì nhân với 22 bằng 2.64 tỷ. Và lúc này anh 52 tuổi, đang bệnh vòng. Nhưng đến đây rồi thì chúng ta phải chốt được. Thưa anh có biết 2.64 tỷ là tiền gì không? 2.64 tỷ tiền gì ạ? Chúng ta phải chốt lại. Anh chị tin tôi đi. Hiện nay nhiều người ta chưa lớn hơn số này rất nhiều. Mới nói là bỏ ra 20-30 triệu, nhưng bởi vì không tính cộng lại thôi. Còn tính cộng lại nó ra như vậy đấy. Nó khiếp anh chị. Ok, không đùa. 2.64 tuổi này chính là khoản tiền mà em không biết gia đình anh chị làm cái gì, làm như thế nào. Em chỉ cần biết rằng đến khi các cháu học xong đại học, anh được phải tiêu hết số tiền này. Có đúng chưa? Và cái này em gọi đó là quỹ trách nhiệm. Anh cần phải có. Nhưng mà như anh nói, anh muốn con cái được ăn học bình thường, ăn học, đúng chưa? Vậy thì anh cần lập ra những quỹ giáo dục cho các cháu. Năm nay cháu đầu là 3 tuổi, đến năm 18 tuổi. 18 tuổi, thì nó cần 200 triệu. Cái này thì con chị vẽ cũng chú ý một chút. Ở đây chúng ta dưới là 20 mấy năm đẹp. 22 thì nó dài ra đây, vậy thì 18 thì nó phải ngắn hơn, đừng ngang đây. Các chị minh bạch, cái này rất là quan trọng nha. 200 triệu là đi học. Cái 200 triệu này là tính tại thời điểm này. Nếu các chị mình nhớ rằng thời gian càng trôi đi thì chi phí nó càng cao lên. Và là các chị, cho nên chúng ta phải tính. Bây giờ lấy 200 triệu này chia cho bao nhiêu năm các chị? 15 năm và chia cho các tháng. Thì các chị có nhận tôi 200 chia cho 15 năm nó rơi vào khoảng 13 triệu, 13 triệu chia 12 tháng. Có phải rơi vào suất gì bây giờ được rồi? 1.1. Khoanh tròn tất cả tiền lại, thời gian đi bên trên, tiền đi bên dưới. Nhân 12 tháng, nhân với 15 năm. Thì gốc sẽ ra số đó, cộng với lãi nữa thì sẽ đủ đủ chi phí. Các chị nhớ rằng. Tương tự như vậy, đứa đầu có về thì đứa thứ hai cũng phải có tiếp. Đứa thứ hai là không tuổi. Cũng đến năm 18, nó cần 200 triệu. Nhưng do thời gian tích lũy của nó dài hơn, bởi vì bọn này 15 năm, bọn này 18 năm. Và thì lấy 200 chia 18 nó sẽ khác đi. Nó sẽ chỉ cần là 0,9 triệu. Nhân 12 tháng và nhân 18 năm. Đúng chưa? Sau khi, và hai cái này tôi gọi là quỹ giáo dục. Sau khi đã lập xong cái quỹ này rồi, cái kế hoạch này rồi, thì chúng ta sẽ quay lại hỏi vui. Thưa anh, nếu gia đình mình thực hiện được kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm như thế này, thì anh chị thấy thế nào? Anh chị sẽ cảm nhận thế nào? Họ sẽ nói gì anh chị? Cứ yên tâm không? Quá yên tâm. Có đúng không ạ? Thực hiện kế hoạch tái yên tâm. Nhưng phải chốt lại cầu. Nhưng theo anh chị thấy rằng cái kế hoạch này có gì quá cao sang này, xa xỉ để lãng phí này, hay rất bình thường thôi. Các chị biết câu đấy là gì không? Chốt đấy. Có dám nói là quá xa xỉ lãng phí ấy? Không, bởi vì chúng ta tính tất cả đều là tối thiểu rồi. Cho nên họ buộc phải nói rằng quá bình thường. Cho nên tôi nhớ cái đoạn này các chị cũng đã nhớ tôi chắc bạn rồi. Thưa chị,
Thì mới ra là mình thực hiện kế hoạch chi tiêu tiết kiệm này, anh chị thấy có hơi tăng không? Có hơi tăng nhiều không ạ? Và anh chị thì cái kế hoạch này có được quá cao xa xa xỉ lắm, nếu mà rất bình thường thôi. Thì quá bình thường. Có đúng không ạ? Bình thường, vậy thì mới thực hiện được không? Hoặc bạn để thực hiện đó, thưa anh chị có dễ trong một cộng được thì không? Như vậy, lúc đấy tôi nói đấy, nhiều ông có mới bảo là nó theo cái này, nhiều cái tiền này có hết cả số này, đến đây mình chốt lại nó là bình thường rồi, chúng ta tính tất cả tối thiểu. Có dám bảo vào miệng mình không? Có đúng không ạ? Cho nên các chị đừng lo, kém kiểu gì mình nhé. Đó, cuối cùng vẫn phục vụ mình hết. Ok, chắc chắn nó là rất bình thường. Nhưng mà để thực hiện được nó, cần phải có điều kiện. Điều kiện thì các chị nên gắn nó vào. Đó là ngày hôm nay phải giống như ngày mai, giống như tất cả những ngày sau đó. Thời tiết của đất đẹp, đúng không? Có nghĩa gì? Có nghĩa là ngày nay giống như ngày mai, giống như tất cả ngày sau đó phải rất là đẹp. Có nghĩa là mình phải khỏe mạnh này, mình vẫn biết làm này, mình vẫn có thu nhập này, vẫn có ý thức thức vui. Thì theo cái sự kế hoạch đấy thực hiện không? Chắc chắn thực hiện được. Tuy nhiên anh cho họ, ngày mai có phải là ngày gần chúng ta nhất không? Các chị có hiểu tôi ngày mai phải gần chúng ta nhất không? Nhưng có ai biết ngày mai sẽ diễn ra như nào không? Không biết, có đúng không ạ? Không ai biết ngày mai diễn ra như nào. Vậy bây giờ em lấy ví dụ này, giả sử một năm là có 365 ngày, trong đó 364 ngày trời tươi sơ đẹp, trời trời nắng lên trang rằng rất là tuyệt vời. Trong đó cũng là bất ngờ mưa bão là thứ, mưa bão là thứ, nó mang theo sống chết dân tố, có đúng chưa? Và có một mũi tên nó lao xuống đây, trời tươi chết nó đánh một phát xuống đây. Nó mang theo hai chữ đó là rủi ro. Rủi ro này thì không ai muốn và cũng không bao giờ báo trước. Cái nguyên nhân lớn nhất của rủi ro này đến do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do tai nạn. Tai nạn thì chúng ta phải đưa qua số thống kê. Thống kê thì theo các chị, cơ quan nào được quyền công bố thông tin này? Đó là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các chị ạ. Vậy chúng ta nói là ủy có cơ sở. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cứ mỗi một ngày qua đi Việt Nam ta có 26 đến 30 người là tử vong do tai nạn giao thông. 60 đến 80 người là bị tàn phế. Là tàn phế. Nhưng con số thống kê đáng sợ nhất là 65% số người bị tai nạn giao thông lại chính là người trung tuổi. Thì chúng ta chỉ vào đây. Ok. Các chị đừng nói tên ạ. Để chúng ta được với những người như chúng ta, những người trực cuộc đánh lao ra đường người, các người già trẻ ra đường làm cái gì? Có đúng không chị? Tiền mức độ rủi ro rất là lớn. Bây giờ các chị không tin, các chị mới quay ra ngoài ấy. Đưa đường, đã bao giờ các chị đi đường mà gặp phải tai nạn giao thông, có các thứ nằm chạy đi chưa? Hay có ngất ngoài chưa? Bây giờ các chị ra đường đi chơi, tiền tóc không có rất được lên hỏi. Này, mới bao tuổi? Có vợ con chưa? Mới là già không? Vậy bây giờ mà đi như thế này rồi, thì họ sống già, mưa hiểu không? Cô trả lời là gì? Không có gì hết. Có đúng chưa? Đó là tai nạn. Hay nói đúng hơn, cứ nếu một ngày qua đi Việt Nam ta có 60 nhân gia đình mất đi người thu nhập chính bởi tai nạn giao thông. Nguyên nhân thứ hai đó chính là bệnh tật. Có ai trong cuộc đời mình dám nói cả cuộc đời mình không ốm không gây gì? Không, ốm có phải đi viện không? Có phải chi phí không? Có hết, có đúng không gì? Thì chúng ta phải đưa ra con số thống kê. Vâng, các anh chị có biết là trong con người chúng ta có bao nhiêu bệnh hiểm nghèo không? Hàng trăm. Hiện nay đã có công ty lên, họ có những sản phẩm bệnh hiểm nghèo lên 134 bệnh. Có đúng không ạ? Ông chết được chi 88 bệnh tôi đã thông toán rồi. Vâng, sau đó là ông Zenoli lên đến 100 mấy bệnh. Sau đó đến bây giờ là đến Melodai 134 bệnh. Quá kinh khủng. Đúng không chị? Các cái bệnh hiểm nghèo là gì? Là ung thư sẽ có sự thống kê của đưa ra một số những đối tượng thì bao giờ đi ung thư đầu tiên và ung thư ai biết cứ không vậy họ trong mỗi người chúng ta có một trăm loại bệnh khác nhau như ung thư rồi sinh tủy sinh thận tiêu gan mà test cho nó cái độ nơi có chịu thuộc cái nào đấy không chưa thuộc hết những cái bệnh nào mà nó phổ biến các chị lưu nhớ xong mình lượt qua nó qua để cho mọi người nhớ được chưa
Ok. Trong đó, bây giờ bắt đầu đến chốt này. Trong đó ung thư chỉ tính là một bệnh thôi. Được chưa? Cái cơ chốt nó rất là quan trọng. Thì theo thống kê của Bộ Y tế, cứ mỗi một năm Việt Nam ta có 200.000 ca ung thư mới phát hiện. Và nó cướp đi sinh mạng của 115.000 người. Chia cho 365 ngày thì mỗi ngày có 315 người là tử vong ung thư. Các chị đã bao giờ đi thăm người nhà của người ta và ung thư cho quá trình chưa? Cái sự đồng ý của tôi là vào đó người ta nói là bệnh nhân vào viện có phải người nằm viện không? Nhưng mà nếu có được nằm không? 7 người một giường thì lúc đó mà nằm ngồi viện và đứng viện thì ở Việt Nam có. Còn các anh chị họ ngồi viện và đứng viện chính về cái quá tải của bệnh viện cho nên các công ty đúng không ạ? Lại vận dụng theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế đối với cái sản phẩm y tế của mình. Các chị phát hiện cái chuyện đó. Đó là bệnh lao quy định là 30 ngày ạ. 30 ngày xương khớp mấy ngày, 10 ngày nội tiết giá 7 ngày. Không, cái này có hợp lý không? Nó biến tính ra. Có đúng không? Các chị nhớ cái bản đấy thực chất là của Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện. Với các cái bệnh như thế này thì chỉ cần nằm vào nơi thôi là có thể cho ra bệnh được. Các chị nghĩ là nó để lấy chỗ cho người khác nằm bởi vì chúng ta thiếu cơ sở y tế. Nhưng các công ty hiện nay các sản phẩm y tế đang vận dụng ở đó. Tại sao tôi nói chuyện này? Là vì tôi muốn khuyến cáo các chị. Nếu công ty nào có cái thẻ chăm sóc sức khỏe, bởi vì nhiều công ty hiện nay bán cả thẻ chăm sóc sức khỏe lẫn cái sản phẩm đó thì các chị nên bán cho cái thẻ chăm sóc sức khỏe. Có lợi khách hàng nhiều hơn. Phí nó phải cao một chút, đúng không? Nhưng cái chi tiêu chỉ bằng đúng một ngày làm việc được trả thôi. Các chị vui chưa? Mình có tiết kiệm cho khách hàng, tổng cộng chúng ta chia phân tích chưa nói ra cái lợi ích của họ thôi. Các chị đồng ý chưa? Thì các chị nên về xem lại sản phẩm, học lại cho thật kỹ. Chúng ta cung cấp những cái gì có lợi nhất cho người khách hàng. Hay nhớ khách hàng có thể sợ là người quen chúng ta kể cả lạ sau lại thành quen. Hay nhớ tên chỉ của người đại lý là khách hàng chính là hơi thở, là mạch máu của người đại lý. Người ta không có nhiều tiền, người ta có ý thức tham gia bảo hiểm thì trách nhiệm chúng ta phải làm thế nào họ được sở hữu những gì đã thực hiện. Ok chưa? Đó mới phát triển được tài được. Rồi sau khi chúng ta đưa con số thống kê thì chúng ta nói tiếp hoặc các chị biết tại sao hiện nay bệnh hiểm nghèo nhiều không? Thức ăn thực phẩm, đúng không? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, có cái chị nó dẫn đến và càng ngày càng trẻ hóa. Bây giờ ung thư không còn là những người già nữa mà tuổi trẻ rất nhiều. Các chị bây giờ đi mua thức ăn thì sao anh chị? Chả biết mua cái gì, ăn cái gì cũng sợ. Có đúng không nhỉ? Ăn cái gì cũng sợ, mua không mua đồ sạch. Và biết thứ nào sạch. Có đúng không? Cây bưởi, nếu tôi có cây bưởi, tôi chỉ mua trước Tết khoảng 15 ngày. Không, đến bây giờ quả cũng chi phí. Không được. Sao hay mua những cái hoa quả siêu thị về, xong đó để ra, mới cả 15, 20 ngày nó vẫn chút thôi. Cả đời có dùng thuốc không? Có đúng không ạ? Hãy nhớ toàn người chúng ta giết nhau. Có đúng không? Cho nên tại sao tôi nói những người kinh doanh bán các mặt hàng đó là ông đấy mà càng giàu là càng làm người khác nghèo đi, thậm chí là hại chết người khác. Việt Nam chúng ta luật quá tệ, luật hay Mỹ tức anh của họ có kiểm định, ông vi phạm một trong những chỉ số nào bỏ tù hoặc xử bắn. Còn bên chúng ta sao ạ? Chúng tôi để bắt đầu từ đấy biết cho bài đoàn thôi rồi đã bắt bỏ qua. Không, xin lỗi những ai ở đây mà làm ở đâu cái ngành đó thông cảm từ cái khuôn người thật đấy. Không chọn gì hết. Ok, chúng ta phải thay đổi. Và chúng ta không phải lựa chọn nó sạch là bởi vì chúng ta sợ bị bệnh. Chúng ta phải cho khách hàng biết. Đúng chưa nhỉ? Ăn cái đồ kia, cái đồ phóng, phải giữ. Rồi, mà bị giữ cái đó, thì là bị. Rồi, khi xảy ra cái đó thì ông chi phí rất lớn. Tuy nhiên đó phải ông thu về. Nhưng ung thư chưa phải là cái đe dọa chúng ta nhiều nhất, mà các bệnh còn lại
các bệnh còn lại. Thì các trường hợp trên những cái bệnh mà hiện nay đang phổ biến nhất, đó là bệnh tim mạch này, tiểu đường này, đột quỵ này, đó là huyết áp rồi tất cả các bệnh đấy vân vân. Thì các cái bệnh còn lại nếu cứ mỗi một ngày qua đi thì Việt Nam chúng ta có khoảng 1.200 người tử vong. Bây giờ có một thứ kinh doanh cực kỳ lãi, ở đây có ai thích đầu tư không các chị không? Biết kinh doanh cái gì không? Có kinh doanh nhà tang lễ. Hôm qua tôi đưa cụ của tôi vào, tôi xếp hàng đến tận thứ 3 tuần sau, tôi chỉ thấy tiếp được. Được, bởi vì trong đấy là nó có những ơ này, nó giống như nhà già lạnh ấy. Tôi đã đưa vào đấy một ký thiết. Và cái em ơi, người trưởng văn là văn lợi em, bảo ra cái gì bị toán. Rõ ràng phải xếp hàng. Chứ bây giờ có đơn giản. Khăn hiến tháng 3, tôi xin thưa các anh chị, nếu tôi, ví dụ nằm ở bệnh viện 108, thì phải đưa thẳng vào luôn mới xếp về đấy. Nhưng bởi vì là nhà lại muốn là ông xếp ở nhà, nên đâm ra đưa về nhà, đưa về nhà sau đó đưa lại khẩn nhận. Các chị chưa? Bởi vì sao? Bởi vì đó là nhà tang lễ quốc gia. Bây giờ là ông lại thích là ông lúc là có đó. Các chị thấy ác không? Còn và tôi đến đấy tôi xin thưa dùng đủ tất cả các loại nghệ thuật không? Để thuyết phục không ăn thua. Họ nhưng đúng là không gì bằng quan hệ. Nếu các anh chị muốn thành công trong lĩnh vực bảo hiểm xong, các anh chị phải quan hệ với rất nhiều người, gặp ai cũng quan hệ và quan hệ, được chưa? Nhưng nhớ, quan hệ càng nhiều càng thành công, không quan hệ sẽ thất bại. Chỉ có điều là hãy quan hệ bằng miệng thôi. Đó, và sử dụng quan hệ đối thành công. Quay trở lại, rõ ràng các cái bệnh đó mỗi ngày cướp đi 1.200 người, hay nói đúng hơn, các cái bệnh hiểm nghèo mỗi lúc này nó cướp đi sinh mạng của 1.500 người. Các chị thấy đáng sợ không? Quá đáng sợ. Vậy thì theo anh chị, nếu mà trong hai vấn đề mà xảy ra, nó để lại cái hậu quả nhẹ thì tàn phế cho các chị chỉ đây. Họ không ở đây nữa, nhưng vẫn ở đây. Trong trường hợp đấy là sống không bằng chết. Các chị thấy hiện nay ở bệnh viện ấy, có nhiều trường hợp người lầu không? Mắc bệnh nhưng không có tiền thì phải lao xuống thôi. Còn nguyên chị còn sợ hiểu người khác. Nặng hơn thì xem TV, tức là tử vong. Và bây giờ sẽ hỏi, phải thân thành thôi. Vậy theo các bạn, nếu được chưa, bất ngờ một cái thời gian chuyến mà bên này, cái người này này bị gặp vào một là tử vong hoặc là thế mà ập xuống đứng với người trụ cột này, thì cho bạn lúc này thu nhập của người trụ cột bằng bao nhiêu? Bằng không. Các chị thấy toán không? Khi thu nhập được bằng không thì cái khoảng 20 triệu là có không? Thì chúng ta phải xóa sổ. Xóa sổ thì đánh như thế này. Nhớ là đánh càng to càng tốt. Các chị biết cái này là gì không? Để đâu? Thường cho cột điện càng nguy hiểm. Nhiều người đánh cái này rất dại. Hai đời ví dụ như này, xong đánh như thế này. Các thấy nhớ là cái trực quan rất quan trọng. Kể cả các chị đi tư vấn thế, nếu các chị nói bằng mồm, nói bằng miệng mình thôi, người ta không cảm nhận được. Nhưng chúng ta phải sử dụng bằng hình ảnh và thức tỉnh. Đó, tiếp tục đi theo con đó, nó có sự logic. Thì nó sẽ đọc lại 90% thì nó mới nguy hiểm. Có đúng anh chị? Ok. Và phải có khoảng 20 triệu không còn. Thì các người sự cung cấp gia đình này, có khoảng không? Không cũng xóa sổ thì lại đánh thế này, đúng chưa? Và khi này không còn thì rõ ràng cái khối trách nhiệm này bao giờ không xóa sổ không xóa sổ lại xóa tiếp, đúng chưa? Mà cái sống không còn nữa thì cái quý giáo dục cái tương lai mình đặt ra cho mình rất được xảy ra mong muốn được tất cả giúp cho nó có thể thành được không, nó cũng sao xóa sổ. Các chị nhìn thấy xóa sổ này chưa không? Quá toán vậy. Các chị nhớ này, chúng ta phải làm thật rõ, càng to, càng dài, càng thích, nó càng là tốt. Có đúng không chị? Cái này mình nhìn bình thường không thấy cực quan lại với sợ rồi. Có đúng không ạ?
Hơn nữa, đúng hơn, lúc này đôi tay của bạn gãy. Toàn bộ cái này tôi chỉ xuống như thế nào mà không chơi cái đất bỏ. Được chưa? Thế là bạn đột đẩy. Vậy thì khi bất ngờ đôi tay nó gãy xuống, thì theo bạn, cuộc sống và tương lai gia đình người này như thế nào? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đảm bảo tương lai người này, đặc biệt là hai đứa trẻ này? Ai ạ? Lúc này liệu có cá nhân nào, có tổ chức nào đứng ra để đảm bảo lo như vậy không? Thì các chị hỏi đến đây cần như là im lặng. Cần im lặng, còn nếu ai tôi sẽ không nói có thể nào của tôi nữa. Và cái mặt của đời này các chị phải xem ở trên Facebook của tôi học thuộc cái bài đó. Và cái bài đó là cái bài mà cảm nhận của tôi đã biết đó. Thì các chị mới lọc vào nó sẽ hợp lý lục đủ cái này. Được chưa? Ok. Và khi bất ngờ cái này, vậy các bạn nó bất ngờ mà đôi tay thì gãy xuống, hay nói đúng hơn nguồn thu nhập không còn nữa, thì gia đình mình đặt cái phương án nào để đảm bảo tương lai cuộc sống tất cả cái này chưa? Có chưa? Chưa có. Thì đến đây chúng ta mới nói này. Vậy không, đây chính là lý do tại sao ngày hôm nay anh với vai trò người tư vấn đời của họ đến với gia đình anh là muốn chia sẻ, muốn bàn bạc, muốn trò chuyện và muốn khuyên lên. Ngay từ lúc này khi đôi tay của đã khỏe mạnh, hãy dựng thêm một đôi trụ ở bên cạnh đôi tay của mình. Tôi chỉ thấy bên tầm của mình chưa ạ? Quá chuẩn luôn, đúng không nhỉ? Đây, dựng thêm đôi trụ vào đây. Đó. Và sau khi dựng xong thì chúng ta lấy tay mình bịt nó lại. Được không ạ? Vậy sao bạn, khi mà tôi chưa dựng đối tượng lên, bạn thấy ngôi nhà này có năm may không? Năm may đúng không nhỉ? Nhưng bây giờ tôi dựng lên thì bạn thấy có tất cả hơn không? Cái này là đánh cho họ vào cái vấn đề của tư duy. Các chị đúng không ạ? Để cả đoạn. Nhưng mà các chị phải ý là gì? Vấn đề là đối tượng này thực sự giúp gì cho gia đình này? Khi bất ngờ đôi tay để gãy xuống, cái đấy quan trọng đấy chị. Bởi vì vẽ này thì đương nhiên là to hơn, tôi lên tận giải to hơn nữa, có đúng không nhỉ? Nhưng mà vấn đề nó thực sự giúp được cái gì thì cái đấy là vấn đề. Được chưa? Thì sau đây tôi sẽ đưa ra cho bạn một cái giải pháp như sau. Tôi gợi ý cho họ giải pháp. Nhớ rằng chúng ta đừng nói bằng mồm, tất cả đều phải viết vẽ ra hết. Được chưa? Năm nay 30 tuổi, một cái sản phẩm giải pháp đó là UOL, bảo vệ đến 99 tuổi, 1 tỷ. Một cái sản phẩm về tai nạn, 500 triệu. Một cái sản phẩm về bệnh hiểm nghèo, 500 triệu. Một cái y tế, 500.000 trên ngày. Các chị nhớ cái nguyên tắc thiết kế giải pháp, các chị cũng phải biết. Được chưa? Chứ đừng có để thực hiện. Các chị nhớ là trong sản phẩm bảo hiểm có hai loại khác nhau. Một là dòng sản phẩm chính và một là dòng sản phẩm bổ trợ, đó là sản phẩm bổ sung. Nếu không có chính thì không có bổ sung. Được chưa? Với vậy sản phẩm chính bao giờ các chị cũng phải đưa lên đầu tiên. Bao giờ đưa lên đầu tiên. Được chưa? Tuy nhiên, nếu mà cách trình bày với các chị lấy này, thời gian ghi bên trên, tiền ghi bên dưới, tên sản phẩm ghi bên cạnh, nó sẽ khóa. Thế có nó dối quá nhiều thứ không biết gì trở thành mai chạy. Được chưa? Thế sản phẩm chính đầu tiên. Tuy nhiên các chị nhớ sản phẩm chính chỉ bồi thường khi tử vong. Có công ty thì thêm cái tàn phẩm. Các chị họ sẽ thương tập tập đối diễn. Nhưng về mặt tâm lý, khách hàng họ rất thích là khi tôi đã mua bảo hiểm rồi thì xảy ra bất kể điều gì tôi cũng phải được phí. Có đúng không nhỉ? Có thích không? Có, ok, các chị nhớ chuyện đó. Cho nên chúng ta phải thiết kế các sản phẩm bổ sung. Sản phẩm bổ sung từ đầu tiên các chị đưa tai nạn vào. Tai nạn. Được chưa? Tai nạn. Sau đó các chị sẽ đưa tiếp đó là bệnh hiểm nghèo.
nhưng có sự biết là tai nạn này này, tôi có lời khuyên trong cơ cấu về sản phẩm, cơ cấu về sản phẩm. Nếu tuổi người ta trẻ thì các anh chị sẽ để cho cái sản phẩm chính là cao lên, sản phẩm tai nạn nó vừa đi nhưng nó vẫn đủ lớn, được chưa? Còn nếu trường hợp mà tuổi người ta cao rồi mà các chị đưa sản phẩm chính là lớn này thì các phí nó quá cao, nó không được. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các chị cái công thức tính như thế nào được, được chưa? Để chúng ta sau này cơ cấu. Tuổi tai nạn bây giờ 500, nhưng mà tai nạn được chỉ về cái tai nạn thôi. Ở đây có ai biết thứ nào gọi là tai nạn không? Tai nạn là gì? Ok, được, rất rõ, rất rõ. Tai nạn là sự tác động của một người từ bên ngoài lên cơ thể của người được bảo hiểm, mang tính khách quan ngẫu nhiên và không được thiết lập, và phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới cái tử vong hoặc thương tật đó, có đúng không nhỉ? Nhưng mà đấy là khái niệm chung các chị nha, khái niệm chung. Nhưng tất cả các sản phẩm bổ trợ từ ngoài cái khái niệm chung đó, nó còn thêm một yếu tố nữa, đó là không được phép gây nguy hiểm cho mình và cho người khác. Cho nên nếu bạn đi xe ngược chiều mà tử vong do tai nạn giao thông sẽ không được đề cái sản phẩm này đâu. Các chị nhớ chưa? Thì mình sẽ đánh bay ngửa với khách hàng. Cho nên cái sản phẩm bảo hiểm ấy, ngoài với nghĩa bảo vệ ra, nó có tính giáo dục rất cao. Hay thường nó lại thường ra HIV, có không? HIV này bởi vì sao? Bởi vì tôi không có tương đi cái chuyện đó. Có nhiều người hiểu sống tôi lệnh mạnh vào mà nhớ lệnh mạnh thứ ý. Phải làm sao? Lệnh mạnh là như là à, không ít tích, không có lệnh hữu tinh, không có lệnh hữu tinh có nghĩa là gì? Sống làm sao? Trung thủy. Bao nhiêu người đã thích trung thủy? Tất cả quá nguy hiểm, cái đất nước là sắp loạn rồi. Thử là gì? Thử là nước, trung là gì? Trung có phải là người dùng không? Đúng không? Nếu mà không phải nước mà ai không dùng được thì lấy gây ra người ta không loại. Thế bao nhiêu trung thủy? Không tương thủy. Ok, chỉ còn vào một tầng thôi. Đúng là Việt Nam nhỉ? Việt Nam từ ngữ hiểu đủ các chuyện. Ok, được chưa? Thì chúng ta được hiểu đấy là về vấn đề tai nạn. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta thiết kế đến bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo, và cuối cùng là cái gì ạ? Là y tế. Cho nên nhớ này, chính trước tai nạn bệnh hiểm nghèo, sau đó đến y tế. Nhưng đừng có thứ xa, đừng có biết thứ xa đi. Cái gì phải sao em? Nếu có thể đưa thứ ra, các nó thành một rào cản luôn, nó sẽ khó. Các chị nghe chưa? Đấy. Tuy nhiên, khi trình bày sản phẩm, thì chúng ta kéo tên cái đường dưới, cái đường này để nhỏ thôi. Bởi vì cái đơn này là nguyên vụ, còn bên này là cửa loại, vậy mình sẽ có cửa loại trước khi đưa ra nhiệm vụ. Các chị hiểu ý chưa? Thứ nhất, thiết kế từ xưa như này, mình trình bày từ phải đi ngược lên, ngược cái chữ tích cộng. Riêng trong trường hợp này ngược tổ chức. Tại sao chúng ta phải nói y tế? Là bởi vì cái dễ xảy ra nhất. Cái chị ông Vương Trọng thường là thách thức được nghe cái nói nhất. Ok. Y tế, cứ mỗi một ngày làm viện sẽ là 500.000, năm ngày nào trả ngày đó, tối đa lên tới 1.000 ngày nếu đủ. Nằm khoa sơ hợp được xây dựng đôi nếu như phải phẫu thuật trong 3 năm. Ừ. Có đúng không ạ? Thì các chị phải xem lại sản phẩm của công ty mình. Dạ. Nhưng mà với chúng ta đến đây phải đánh dấu vào để khách hàng người ta hút vào cho biết mình đang nói là sản phẩm nào. Các chị nhớ chưa? Bệnh hiểm nghèo thì thường nếu các chị để ý công ty nào thì về là bệnh hiểm nghèo thôi, thì chúng ta phải hiểu cái khái niệm bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo là gì ạ? Không được sống được bao lâu, không phải đâu. Bệnh hiểm nghèo là bệnh nguy hiểm. Bệnh hiểm nghèo là bệnh hiểm. Và để duy trì nó và để cứu nó thì tốn rất nhiều tiền.
Và tôi muốn cho tôi nghèo đi vào bệnh nhà. Có được không ạ? Không đâu. Khái niệm bệnh hiểm nghèo theo luật kinh doanh ngoại lực có khái niệm như sau. Bệnh hiểm nghèo là bệnh được bác sĩ tiên lượng là sống không quá 6 tháng. Các chị biết ạ, nhưng phải nằm trong danh mục. Được chưa? Ok. Vì vậy, cho nên nếu công ty nào muốn trả khác đi thì mới có thể ghi hết đó. Đó là giai đoạn sớm, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Chúng ta có hiểu không ạ? Còn nếu không về giai đoạn nào thì nó phải như vậy. Cho nên các chị nhớ này, hiện nay tôi thấy rất nhiều người đại lý là mất tiền của khách hàng chỉ vì không hiểu về đó. Chúng ta có bán cái từ vỏ chi phí bệnh hiểm nghèo có thiết kế đấy không? Có không? Cái phí đó không rẻ một tí nào thôi chị. Đúng chưa? Nhưng mà nếu các chị gói cái đấy vào thì khi nào ạ? Khi mất bệnh hiểm nghèo mất hiểm nghèo 6 tháng nó đã không biết rồi thì dùng cái phí đấy để làm gì? Có đúng không ạ? Nó không có tác dụng. Lấy phí đó mua cái tử kỳ cho tôi. Hay là cái từ vỏ chi phí. Tôi từ vỏ chi phí mua cái gì? Tôi lấy cái phí đấy mua cái tử kỳ và hết đây lại. Tôi xong. Để làm nào để chết cái bệnh mất phí. Có đúng không ạ? Hay là một khoản miễn không tiền hàng tháng. Tôi xin thưa, nếu chúng ta không hiểu về sản phẩm, chúng ta cơ cấu các khách hàng là mất tiền các hàng rất nhiều. Mà tôi trước tôi là khi tôi có nói đấy, tôi khuyên khách hàng đấy. Nếu mà bạn chọn một người đại lý rất hoa hồng và chọn một người đại lý có tâm và giỏi về bảo hiểm thì bạn sẽ được tham gia với người đại lý mà có tâm ấy loại lên gấp tỷ lần đó là khách hoa hồng. Ở đây có ai khách hoa hồng chưa? Tôi có lời khuyên về một cách nữa. Cách máu, cách hoa hồng là bán rẻ giá trị nghề nghiệp của mình. Rồi, bán rẻ cái gì? Nó là một việc trả công chứ. Có đấy không nhỉ? Nó biết tôi là biết giúp họ. Tôi chỉ cần thử xem, tôi có giải pháp này nó ra 3 tỷ rưỡi, cứu 20 triệu thôi. Mà nếu nó xảy ra rủi ro, nhận 3 tỷ rưỡi này phải cứu toàn bộ tương lai cho nên họ học. Cái này là lấy ra đấy. Họ tham gia bảo hiểm là vì cái này. Rồi, chúng ta là bao nhiêu đâu? 20 triệu này giỏi lắm, được 1 triệu là bao nhiêu? Tôi có nói thế không? Nhưng các anh chị nhớ này, cái 10 triệu này các anh chị phải đi suốt cuộc đời này chia ra mà xem nó không đáng là bao nhiêu, nó bèo ơi là bèo luôn mà là còn cắt cho họ nữa thì chuyện gì xảy ra? Được chưa? Cho nên nếu mà muốn cắt thì chúng ta sẽ chia cho họ thấy. Thưa anh, hợp đồng này em được 40%, anh muốn lấy hay không? Được chưa? Bây giờ anh đi làm sau đó mấy tháng nó trả lương đúng không ạ? Và công ty là thôi mày tôi sẽ công ty này không được nhận lương nữa, anh làm ạ. Mấy anh đi làm này anh thấy rất vất vả thì cũng chấp được hợp đồng. Và tôi phải lấy hợp đồng này và phải đi theo chấp được hợp này như thế. Vậy bây giờ anh muốn tiền ra em sống được cái gì? Mà em không sống được thì em có trả nợ. Nếu trả nợ em lấy chấp hợp đồng đó anh sẽ được mồ côi. Được chưa? Bởi không ai chăm sóc khi không có quyền lợi liên quan. Họ mà anh biết trong bóng câu hát đấy, mồ côi thì tội lắm ai ơi. Còn nếu anh không muốn mồ côi em sẽ tôi biết khác. Sau này xảy ra rủi ro thì anh tự làm hết. Không có tự làm hết. Bây giờ anh đòi của em 30% đó không? Bởi vì cái này em được 40% thôi. Không, nhưng mà anh đòi cho đó. Em cần lấy trả lại cho số tiền đó. Nhưng anh viết cho em một cái giấy ở đây. Còn hai người với em được còn rơi tiếp. Đúng không? Thỏa thuận hợp tác của tôi. Được chưa ạ? Tên tôi là như này, chủ là tài xế này, mà tôi là tôi góp vào tôi đại lý là tôi góp vào chính tôi này. Được chưa? Và khi người này làm thì có chủ lệ hoa vào bằng này, nhưng tôi còn chưa lại tôi bằng này và tôi càng tốt. Nếu xảy ra rủi ro bất kể cái gì, thì quyền lợi nhận được bao nhiêu tôi cũng trích lại cho người đại lý bằng này. Thưa không? Ông chưa lại tôi đi, ông chủ bao nhiêu nhận được tôi bằng này, phần trăm. Họ ốm đây cũng vậy hả này? Ông làm đi, cô gần sóng phẳng chứ. Còn đấy là gì mà nó cướp chứ. Còn đấy là gì? Bệnh hiểm nghèo, các chị nhớ khái niệm của nó chưa? Vậy nếu theo giai đoạn thì người ta sẽ trả theo bảng tỷ lệ. Các chị nhá, còn nếu là giai đoạn cuối thì sẽ được
5 trăm triệu. Nhưng có một số công ty không trả 100% đâu, ví dụ như ai xin khác. Được chưa? Nếu là bị, bởi vì trong cái 35 bệnh, 887 của 35 bệnh là giai đoạn 1, sớm nữa anh nhỉ? Tối đa khi trả 2 lần nữa là 50% và 100% nữa mắc lại mới được 2 nữa thì không phải là thêm 100% nữa không? Vậy là gấp đôi, hay ví dụ như xe nó đi cũng thế, có đúng không nhỉ? Hay là một số công ty khác, SWB, có đúng không chị? Thì các anh chị phải vào xem lại sản phẩm của mình, có tôi nói ở đây là tôi nói là chung chung. Các chị nhớ là họ tôi gọi ý đấy, ở hôm nay tôi không muốn được sản chi tiết của sản phẩm. Còn ai muốn chi tiết sản phẩm và xem lại cái loại chi tiết đó là chi tiết tôi chia sẻ sản phẩm cũng khá tí. Thế rồi nó không quá sâu giống như các bộ huấn luyện của tôi. Nhưng các anh chị chỉ cần học cái đó thôi là có được chiến đấu với bất kể ai. Không sợ gì hết. Được chưa? Sau đó đến tai nạn. Tai nạn thì các chị nhớ là bán đầy đủ. Tử vong thì có ba loại. Tử vong thường là 100% tử vong đặc biệt là 200 mới là đặc biệt thì chúng ta còn biết thứ nào là đặc biệt. Dạ, rồi là đi máy bay là 300. Được chưa? 1,5 tỷ. 1,5 tỷ. Và cuối cùng tử vong của cái này là 1 tỷ. Và bằng 3,5. Đến đây chúng ta phải thuyết cho họ thấy này. Anh có biết 3,5 tỷ là tiền gì không? Đây chính là trị giá của đơn vị. Tôi đã được giao dịch với chị. Tức là ở đây mình phải bán cái giá trị của nó lên. Đúng chưa? Trị giá của đơn vị tôi được giao dịch chị. Ok. Hay là đúng hơn. Theo anh chị. Không, nếu gia đình mình được sở hữu cái giải pháp như thế này. À xin lỗi. Đây là ba. Đây là trị giá. Nhưng chúng ta phải mở sẻ thêm nữa. Bởi cái chủ công nhận tôi có người đã tử vong. Cái này nó phải cơ số thật mà không thể bảo hiểm. Cái này nó đây tử. Hay là không? Bây giờ em bảo chị nha. Nếu không nghe người này bị mắc bệnh hiểm nghèo. Được chưa? Năm đứa chị rồi mà người không khỏi. Sao mang sao khi được ôi chứ ở đây là tay của tôi đã được không? Khổ quá. Nhưng mà rõ ràng lấy sự ra từ đó tôi đã được không? Tôi nói sai câu nào không? Không, có đúng rồi. Chị ơi, về mặt nguyên tắc em đồng ý. Nhưng về mặt nguyên tắc cái đó hoàn toàn có thể. Nếu mà tôi xảy ra đúng như vậy thì tôi đã nhận được. Có đúng chưa? Tuy nhiên có những quyền lợi. Bây giờ tôi phải cài tức khác. Bởi vì giống như là chị là người mà làm trong ngành, chị có thể điều đó nó quá khó để xảy ra. Tôi nói chị có những quyền lợi thì khi nào xảy ra mới được nhận. Được chưa? Bây giờ tôi thỏa thuận cách khác. Ốm đau này khi nào ốm thì mới được trả. Mới trả thì chỉ được gạch ngay thôi. Được chi trả hoặc tiền này trả cho bệnh viện để chữa bệnh cứu mình. Tôi không tính. Được chưa chị? Chị Liên. Ở chưa? Em không tính nữa. Lấy tiền này trả cho bệnh viện chữa bệnh cứu mình thay cho mình và chúng ta. Các chị biết tại sao chúng ta phải đi làm không? Tâm lý chung nha, tại sao phải đi làm? Đi làm kiếm tiền, kiếm tiền để làm gì? Để nuôi sống gia đình mình, duy trì cuộc sống. Nhưng mà có tiền đời mới có tiền hơn không? Còn họ tại sao phải muốn kiếm nhiều hơn? Muốn sống sống khá giả không? Thì anh phải tạo ra được tiền, anh phải giữ được tiền. Anh chị đồng ý không? Anh phải giữ được tiền thì cuộc sống mới phát triển hơn. Mà tôi xin thưa, với cái thu nhập như này, tính đến 1-2 tỷ, khó đấy. Quá khó. Nhưng một căn bệnh hiểm nghèo nó đói bao nhiêu? Không. Ông đấy tôi nằm bên kia đưa vào mổ 320 triệu luôn. Trong vòng đứng nháy mắt. Được chưa? Ok, nhưng mà cuối cùng tiền nó mới đi. Người cứu được không? Không. Có đúng là rất nhanh. Vậy thì đó là các bạn thích đứa con sẽ mất rất nhanh. Có đúng anh chị? Ok. Vậy thì có cái thằng này nó trả hộ. Có sướng không? Sướng đúng không nhỉ? Với bệnh hiểm nghèo cũng vậy. Bệnh hiểm nghèo nếu mắc bệnh nó trả lấy tiền này trả bệnh viện. Đồng ý chưa? Tôi đâu cần tính đây. Tai nạn không phải lúc nào đi máy bay tai nạn bình thường có không? Có. Thì cái này chỉ còn 500. Và đương nhiên cái sản phẩm nó 1 tỷ.
1.5 tỷ. 1.5 tỷ là dự án tự nhiên. Có đúng vậy. Ok, nhưng 1.5 tỷ này người vợ là không tiêu, đem đi gửi ngân hàng hoặc kinh doanh. Nếu mà gửi ngân hàng hoặc là kinh doanh, được chưa? Giả sử với mức lãi suất một năm là 10%, thì một năm có 150 triệu, chia 12 tháng, mỗi tháng có 12,5 triệu. Tức là các chị ở đây hay nhớ người tư vấn bảo hiểm là người thiết kế ra các cái bản kế hoạch, đó nó mang tính chi tiết và theo gia đình họ. Ok, 12,5 triệu một tháng này thì có đủ gửi cho ai cũng được không? Nhưng 1,5 tỷ này còn hay mất ở trong này vẫn còn nguyên để nó phục vụ cái hưu trí của mình, thậm chí là phục vụ nuôi sống cả mình, trong trường hợp mình chỉ bị tàn phế thôi, nó quay về nuôi chính mình nữa. Ở thưa các anh chị, ok, và đến đây các bạn sẽ hỏi, vậy theo em, nếu gia đình mình được sở hữu một giải pháp này thì gia đình có yên tâm không? Các chị biết câu này là câu chốt cái chút nhớ. Nếu gia đình mình thực hiện mà được sở hữu giải pháp này thì gia đình mình có yên tâm không? Yên tâm không chị? Yên tâm. Và em có muốn sở hữu nó không? Tôi đảm bảo các chị vừa lên các chị hỏi tại người rất thích, được chưa? Tôi không muốn sở hữu nó không? Chắc chắn là sở hữu. Nhưng đến bây giờ mới là cao trào. Nhưng mà em biết không? Để sở hữu toàn bộ giải pháp này em chỉ cần làm một việc cực kỳ đơn giản. Đó là dành ra. Nếu là dành ra không phải bỏ ra. Các chị nhớ dùng từ phải biết cách dùng từ. Được chưa? Chỉ cần để dành ra khoảng 20 triệu một năm, tương đương với khoảng 55.000 một ngày. Được chưa? Các chị thấy bây giờ nói đến tiền bắt tụt tới chưa? Tụt. Lại phải ngồi tiếp. Ngồi tiếp. Được chưa? Tuy nhiên anh nói là 20 triệu này không phải là tiêu đi, mà nếu xảy ra rủi ro sẽ bị tổn thương từ ốm đau bệnh hiểm nghèo tai nạn tàn tật thậm chí qua đời, tức là cai đặt lại được nữa. Chúng ta hiểu chưa? Còn nếu không xảy ra rủi ro nó vẫn được tích lũy lại, và nếu vấn đề như vậy thế sau này khoảng tầm 60-65 tuổi em chủ động hạ đôi tay về xuống thì nó sẽ cung cấp cho một khoản đó là lương hưu. Và cái lương hưu này mình nhận suốt đời, sau đó già quá rồi và thì người bên kia với tổ tiên thì vẫn có để lại khoản tài sản để thừa kế cho con cái. Không phải hỏi vui không? Theo em, hoặc tất cả tài sản của bố mẹ có phải của con cái, nhưng mà tài sản của con cái có phải của bố mẹ. Ok, vậy thì em dám chắc rằng nếu thơ năm nay bây giờ mình nuôi con cái như vậy, nhưng mà nếu sau này mình già đi chắc chắn nó quay lại như mình không? Đúng nhỉ? Vậy theo em, quyền lực lớn nhất của người già là gì? Tiền. Đúng ạ. Và thì lúc này để lại thừa kế cho con cái, cái mà dạy cho nó có hiếu. Rồi thì các chị chỉ cài được lại. Mình nói là thế nào cho logic. Ok chưa? Nói đến đây rồi, con tham gia không? Chưa, lại mời tiếp. Chúng ta phải đá liên tục. Cái đoạn này các chị nhớ cao trào này cứ ở hồi liên tục. Được chưa? Vậy cho em, cái khoản 20 triệu này nó có quá lớn, quá vượt cuộc sống gia đình không? Nhớ, đừng bao giờ nói là cái khoản 20 triệu này có ảnh hưởng gia đình không, mà phải nói là quá lớn này, quá ảnh hưởng gia đình không. Câu trả lời là gì? Hả? Không còn là quá lớn nữa, còn ảnh hưởng đương nhiên gia đình. Các chị đồng ý chưa? Bây giờ anh tính với em nha. Một năm em có thu nhập của gia đình là 25 triệu, nhân với 12 tháng thì gia đình em có thu nhập là 300 triệu. Bình thường anh chưa đến được trên đội thượng này, em vẫn kiếm được số tiền này, vẫn đầu tư, vẫn kinh doanh và vẫn tiêu hết. Các chị phải nhớ cho em nhỏ. Nhưng không có gì để đảm bảo tương lai cho mình hết. Các chị phải nhớ chưa? Nhưng bây giờ tôi được tôi dựng cho đội thượng này, đúng chưa? Bạn còn kiếm được số tiền được không? Tôi kiếm được. Chỉ có điều tôi khuyên bạn trích từ cái 300 triệu ra có 20 triệu thôi, chiếm 30% ở đây. 7%. Vậy tôi sẽ khuyên bạn giữ lại phần lớn 93% từ cái cũ, còn lại 7% từ cái bảo hiểm. Đối với chị, đúng không? Hay nói đúng hơn, ngày hôm nay với vai trò của tôi đến bảo hiểm,
Ta đến với gia đình bạn không phải khuôn mặt tiêu chuẩn đi, mà là khuôn mặt cơ cấu lại thu nhập để có lợi nhất mà thôi. Bởi vì người kinh doanh giỏi nhất là người biết chúng và hiểu rõ. Tôi nói với chị. Ok. Vậy thì bây giờ tôi mới chia sẻ lại với chị này. Trong cái bài này, nếu các chị muốn tư vấn cho người khách hàng, thứ nhất bỏ qua vấn đề bảo hiểm ngay từ đầu đi. Được chưa? Nói là thế nào đấy, nó là sự thoải mái, nó cũng được trò chuyện. Nhưng trò chuyện thì việc đầu tiên chúng ta phải định vị được cuộc sống của gia đình họ như thế nào thông qua mấy câu hỏi đầu tiên. Được chưa? Sau đó mới cài đặt đến đó là vai trò trách nhiệm của với người trụ cột này, tức là tầm quan trọng của họ. Đó, chuyển với ra cái người lấy tay này và hỏi luôn đó là đây chính là cái mong ước của gia đình anh để đạt được cái thực hiện cuộc sống như này có đúng không? Tức là đoạn này các chị đẩy nó lên cái vai trò trách nhiệm của người quan trọng nhất đấy. Các chị nghe chưa? Đẩy cứ đẩy lên thôi. Nhưng mà đến đây nào nó sẽ lấy chủ ra bằng không dẫn đến xóa sổ tất cả cái này là chuyện gì xảy ra? Tức là lúc này người ta sẽ bị sập xuống, lo lắng thật sự, bởi vì chúng ta đã rất kỹ, rất rõ tất cả vấn đề, đúng chưa? Và lúc này các anh chị mới dựng thỏa đối thủ. Và cái đối thủ này họ sẽ băn khoăn xem là nó như thế nào. Thì các anh chị mới đưa cái giải pháp ra, cái giải pháp ra để thỏa mãn tất cả những cái yếu tố này. Các anh chị nên chọn, hay nói đúng hơn, bảo hiểm tội là gì? Nó phải là tiền để thay thế cho em này, đảm bảo lo cho tương lai tất cả người này. Được chưa? Trong trường hợp này rất sớm. Còn nếu như già đi thì đó là tiền để phục vụ ưu trí và thừa kế. Được chưa? Còn tại sao phải tham gia thì rõ ràng ông không biết chủ đo này và dẫn đến thu nhập bằng không. Cho nên ông buộc phải tham gia, đó là phải cái trách nhiệm của mình gia đình. Và khi tham gia được cái gì thì đây chính là cái được. Các chị dùng là cách mà lập luận và dẫn dắt cái này chưa? Ok, về cố gắng ôn luyện thật kỹ. Tôi cho rằng là gì? Cách này là cách cực kỳ nông dân, nhưng mà cực kỳ hữu hiệu và hiệu quả. Để ra được cái bài này, để ra được toàn bộ cái lời dẫn cũng như cái tư duy này, tôi phải mất hơn 10 năm. Các chị đẩy các câu nói của tôi mà xem, không hề là gì một cái câu nào có thể kết nối. Các anh chị khó có thể luôn, bởi vì tôi biết rất là nhiều. Tôi các chị về cách đầu tiên là nắm tay nghe vào đây, ghi âm để các chị nghe đến đây mới giấy bút viết vẽ chứ không phải viết vẽ viết vẽ. Được chưa? Tôi không dám nói 100% khách hàng sẽ tham gia nếu chúng ta làm cái này, nhưng 60-80% hoàn toàn có thể. Cái các anh chị bây giờ thiếu đó chính là kinh nghiệm ứng cứu thực tế. Còn các chị bắt người ra, các chị sẽ ổn. Em ơi, hỏi giúp của anh xem ở đây không có điều hòa. Em bảo là mình trả tiền điều hòa cơ mà, trả tiền cho người cơ mà. Em 15 triệu cho người có thể đối chặt không? Nóng kinh khủng luôn. Ok. Các chị nhớ chưa ạ? Hãy cố gắng, đây là tâm huyết. Không ai dám cho toàn bộ tất cả những cái bí quyết này. Được chưa? Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị, thì các chị hãy cố gắng đón nhận tấm lòng của chúng tôi này để làm thế nào tầm lòng của chúng tôi đó, làm cho thị trường này trong sạch hơn. Được chưa? Trong sạch hơn và người dân chúng ta xứng đáng. Hy vọng một ngày đó chúng ta ra bên ngoài gặp một cái người ta không gọi là à gọi người ta mà phải là à mấy anh tư vấn hoặc mấy anh tư vấn có sự tôn trọng. Được chưa? Các chị tưởng tượng ra ngoài nước ngoài là đại lý bảo hiểm được tôn trọng kinh khủng. Chúng mới về Việt Nam thôi, thì mình có lấy gì của họ đâu, có không nhỉ? Ok, thì đây chính là cái bài tư vấn mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Được chưa? Nhưng bây giờ để giúp anh chị xác định một gia đình cần bảo hiểm bao nhiêu là vừa để tôi chứng minh cho anh chị thấy, người tôi nói là 3% mua sai là chưa đủ. Nếu cái gia đình này mà không nuôi cho em này mà nuôi cho những đứa con này, đấy gọi là nuôi sai. Các chị biết chưa? Hay nếu trong một gia đình sự mất đi của người nào đó không chỉ tốt khổ mà thì cả và ảnh hưởng người sống tương lai người khác, thì người đó là người cần phải. Các chị nhớ chưa? Chứ không phải em cứ tốt khỏe đó tên nó mới là cần đâu.
ông lấy con số tiền nha, còn lâu được chưa? Nhớ tới chuyện đó. Nghe chưa sáng rồi, nghe chưa sáng chưa? Chưa sáng à? Mệt không có chị? Quả không? Ok, tôi muốn chia sẻ để các chị đã đến với gia đình nào. Người ta đã cho chúng ta bước chân vào rồi thì chúng ta phải làm được. Chúng ta phải làm được, được chưa? Nhưng mà các anh chị sẽ ân hận vô cùng khi người ta quyết định tham gia bảo hiểm mà chúng ta bán quá bé. Tôi mới hỏi người ta đang được chia bảo hiểm thì chơi bao giờ, thì chơi bao nhiêu? Chơi 10 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Có đấy không nhỉ? Có đấy có chết không? Thì nếu chúng ta tư vấn như này, có người nào đã tắt toàn bộ tương lai gia đình người ta chơi không? Ông chơi lo để cả bạn được. Không ai chơi cái tương lai gia đình hết. Tôi gọi là tham gia bảo hiểm. Có đúng không chị? Tôi thấy đầu cài đặt lại. Chẳng qua là vì là bởi vì mua ủng hộ bởi ngang các thứ đó chưa thôi. Có đúng không ạ? Đang nói với anh như thế thôi. Bây giờ, việc đầu tiên các anh chị xác định đối với một gia đình, xác định số tiền bảo hiểm cần trong một gia đình. Tôi cũng phải chia sẻ rất thật với chị luôn. Công thức này không phải công thức ở đâu, mà tôi nghĩ rằng người ta được cảm nhận được. Và công thức này là do tôi nghĩ ra. Và các chị cảm nhận đúng thế là xác định một số tiền bảo hiểm cần thiết cho một gia đình vừa bằng chi phí của tháng nhân 12 tháng và nhân đúng 10 lần thì mới được. Các chị biết tại sao không? Bởi vì tôi lấy ví dụ này, một cái gia đình họ có chi phí là 10 triệu. 10 triệu. Vậy số tiền bảo hiểm cần của gia đình này sẽ bằng 10 triệu nhân 12 tháng phải nhân với 10 thì phải là 1,2 tỷ. Nếu bán dưới 1,2 tỷ này là bán thiếu. Các chị hiểu lý chưa? Là bán thiếu. Bởi vì sao khi xảy ra rủi ro, ít nhất là tôi nhận được 1,2 tỷ này. Thì cái 1,2 tỷ này lại theo các bài toán như vậy chúng ta chia sẻ. Và 1,2 tỷ nhân 10% vâng, chia 12 tháng thì bằng 10 triệu. 10 triệu nó tự đối với chỗ này thì các bạn mới có giá trị chứ. Cho nên tại sao các chị gặp đại gia đúng không? Chúng ta tư vấn cứ sợ. Tôi thiết kế quá bé. Ai đời nó kiếm được không? Vào 2-3 trăm triệu một tháng. Nhưng thiết kế vào gần 2 tỷ. 2 tỷ có là 1 năm nó đủ rồi. Tại sao được 2-3 trăm triệu làm gì? Đúng rồi. Cho nên người ta không tham gia, cái đó gọi là chơi bảo hiểm. Được chưa? Còn nếu các chị bán đúng giá thì có, câu chuyện nó sẽ khác. Tuy nhiên, nó là phải căn cứ thêm một yếu tố nữa thì chúng ta mới ra được giải pháp cụ thể. Yếu tố nữa là gì? Đó là đây là xác định số tiền bảo hiểm. Nhưng các chị nhớ, các thu nhập người dân Việt Nam ta bất bình không đều. Một trong những tâm lý lo ngại nhất của khách hàng đó là họ sợ rằng cái hợp đồng bảo hiểm ra thế này mới khó khăn mà tài chính thì là thế nào. Còn đúng không chị? Vậy thì chúng ta phải xác định số phí bảo hiểm họ có thể tham gia được là bao nhiêu. Là bao nhiêu. Vậy để xác định phí thì bằng thu nhập tháng nhân 12 tháng và nhân 10%. Các chị cứ bán nhỏ hơn hoặc bằng 10% này là ok. Nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng thu nhập. Từ họ tham gia là không anh chị? Rất tham gia, rất hay. Mà đặc biệt tôi có một lời khuyên chân thành. Nếu chúng ta đi tư vấn, hãy tư vấn sản phẩm luôn tức chung, tức là UL. Sản phẩm UL cực kỳ có lợi cho khách hàng và UL lựa chọn cơ bản
là công dân. Nếu các sự lựa chọn nâng cao, nó chỉ đáp ứng được yếu tố là bảo vệ hơn, không đáp ứng được yếu tố đó của già, mà rủi ro đương nhiên có tội phạm nhưng tỷ lệ không cao. Tôi chỉ nói là nếu là lựa chọn nâng cao ấy, lựa chọn hai thì tuổi càng cao thì chi phí rủi ro càng lớn. Và đến khi đó trách nhiệm đều đâu cần bảo hiểm nữa, cái chủ động là ta cần phục vụ chính mình. Cho nên tôi có lời khuyên là chúng ta nên thiết kế quả. Bên cạnh đó quay trở lại đây, khi chúng ta đã xác định ra số chính bây giờ thì chúng ta căn cứ hai cái này thiết kế giải pháp, được chưa? Giải pháp thì nếu như lúc đấy tôi nói đấy, tuổi trẻ thì cái chuyện tuổi cộng là sản phẩm chính bây giờ, sản phẩm chính cộng với sản phẩm tai nạn để nó ra số tiền bảo hiểm cần thiết. Vậy nếu tuổi trẻ thì chúng ta bán chính được cao lên, được chưa? Nhưng sản phẩm tai nạn nhiều người tiết kiệm lắm, bán 50 triệu, 100 triệu, trong cái đó sản phẩm chính là 1 tỷ. Cái bán đó thiết kế như vậy, tôi không cho là các bạn đang thiết kế cho khách hàng, mà là các bạn đang thiết kế để đủ sản phẩm bổ sung để một người vượt qua vào cao nhất. Tôi đúng là chúng ta không hiểu hết cái đó là mình đối với khách hàng là vì mình. Hãy nhớ rằng khi chúng ta đối với khách hàng trong tư thế như thế nào, nó quyết định đến thái độ của khách hàng nhìn nhận bảo hiểm, nhìn nhận được chúng ta như vậy. Cho nên cố gắng phải thiết kế đúng. Nếu tuổi trẻ cứ từ 40 trở lại, 45 trở lại, cái chữ bán sản chính chữ sản tai nạn được chiếm 50%. Còn nếu trên cái đó thì sản phẩm chính bao nhiêu, sản phẩm tai nạn là bấy nhiêu. Bởi sao? Bởi vì cái phí, cái tiền đó không nhiều mà. Nhưng mà vấn đề tuổi cao thì cái phí sản phẩm chính rất là đắt, nó cao hơn. Cho nên chúng ta thiết kế sản phẩm chính vừa phải, sau đó mình thiết kế sản phẩm tai nạn lại bằng thậm chí gấp đôi gấp ba luôn. Thế chị nghĩ rằng để nếu xảy ra rủi ro mà dẫn đến tử vong do tai nạn thì cộng chính cộng phụ cộng với tai nạn vào nó đủ bồi thường chi phí thôi được. Chúng ta hiểu cách chưa? Ok, hãy cố gắng. Được không anh chị? Rồi. Có ai hỏi về vấn đề này không? Ví dụ gì? Như thế này rồi còn ví dụ gì nữa? Hay số rồi được. Tôi xin thưa, tôi đã từng nói rồi. Vâng, cái chuyện nhất của xe của tôi là gì đúng không ạ? Rất là đơn giản, cái chuyện thế giới thì phức tạp không? Quá đơn giản. Cái này là một cậu học trò hiện nay đang là chia đi của Phong Hóa 2, đó là Trần Văn Toàn. Sau khi em học xong cái em ra em bảo anh sao em tự nhiên là ý tưởng mất gian đi học cái này, chỉ có cái này thôi mà phải học. Rồi, nhưng mà chỉ có cái này thôi, nhưng không dễ đâu. Kể cả ngày hôm nay bảo các anh chị về nói làm lại đúng với tôi còn lâu. Nhưng nếu các anh chị dành cho tôi 1-2 ngày, các anh chị làm tập đi tập lại rất nhất tích. Hay nhớ này, chúng ta làm người này bản chất là sao chép rồi, được chưa? Và nó mới sao chép, không tập thành nghĩa kinh kinh mà. Người giỏi nhất không phải là người giỏi nhất, mà là người giúp thu tập của nhiều người giỏi nhất và cho chính mình, được chưa? Tập thu vào. Và chúng ta phải học thay người vào. Hãy nhớ này, nó có một câu này tôi rất tâm đắc, tôi rất thích và nó luôn luôn là cái mà dân chính mình. Đó là trên đời này không có gì vĩ đại bằng con người, mà trong con người thì không có gì vĩ đại bằng trí tuệ, mà trí tuệ thì như đường chân trời. Khi chúng ta tiến lại càng gần thì nó lại càng đi ra xa. Chính vì vậy chúng ta phải không ngừng học hỏi để vươn lên. Bởi nếu chúng ta coi được học thuế đã là đủ thì có nghĩa là ngày tàn đã bắt đầu. Các chị tin không ạ? Hãy nhớ người khôn nó mãi có một câu dạy, người dạy nó mãi cũng có một câu mà đại khôn mà người khôn không dạy. Có đúng không? Thế chúng ta là khỏi đấy, không cách nào khác. Được chưa? Hãy nhớ rằng thành công không tự nhiên đến đâu. Đó, thành công là phải trải qua một cái quá trình lao động, cái cật lực và phải có kỷ luật. Được chưa? Chúng ta làm thế, thành công luôn thấm đẫm mồ hôi của đứa quanh. Và thành công chắc chắn không có chỗ cho những kẻ lười nhác đâu. Các chị đồng ý cả. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc tất cả các chị thành công.
Ok, các quý cũng sẽ có một số ý kiến với các chị. Tuy nhiên, buổi sáng ngày hôm nay tôi chỉ chia sẻ cái này thôi, không muốn rời quá nhiều. Trong kinh doanh các anh chị nhớ, trong kinh doanh các anh chị nhớ, chúng ta đi tư vấn. Nếu có thể nói tư vấn có cao. Nhưng hãy nhớ là chúng ta đang kinh doanh một thứ mà nếu các chị chỉ tập trung cá nhân không rồi thì các chị sẽ bị sai. Các chị thiệt hại rất là nhiều. Bởi cho một người làm không phải bằng nhiều người làm. Các chị phải biết chưa? Nhiều người làm rất là khác. Tôi rất thành công trong vai trò cá nhân, nhưng tư vấn để tôi có toàn bộ những gì ngày nay đó là hệ thống. Gọi hệ thống mang lại được chính. Cho nên tôi muốn khuyên các chị đó là xây hệ thống. Đó là xây dựng các ban nhóm của mình, bởi chúng ta đang sở hữu một cái nơi kinh doanh đó là không sửa đấy. Mình chuyển lại cũng được. Xong mình tập trung vào mình đào tạo và huấn luyện. Các chị muốn chưa? Nhưng mà đừng có làm ô xin nữa. Hiện nay các quản lý chết vì làm ô xin. Không? Ai đây là một người ứng viên bên nhà, xong mời chị ký lưỡi ra đi làm đi một chuyện khác. Có không? Xong đó thì cảnh cao. Không? Cảnh cao chị ơi em bận lắm, người em khó lắm, một cái đoạn thứ kia xong mình cứ làm gì. Xong rồi đi học cuối. Xong rồi em đi học chưa, rồi chị qua chị đón. Đón xong rồi em ăn gì chưa? Đúng không? Thế là thực sự. Sao em có thể đâu không chị trước cho? Có không? Cách nhớ này, chính cái đó các chị không phải là giúp về đại lý đâu. Mà đang làm hại họ đấy. Đang làm hại họ. Chúng ta nên thay đổi đi. Tôi chỉ cảnh báo chúng ta hai vấn đề sau đây. Nếu các chị còn tiếp tục đi giúp. Một, nếu các chị đi giúp. Được chưa? Mà ký được hợp đồng bảo hiểm. Nó sẽ làm cho cái người đại lý đó ỉ lại. Bởi các chị nhìn thấy đấy, tôi nhân ký vào đồng 20-30 triệu, nước cuối cả 10 triệu, quá rồi. Quá thích. Nhưng mà bây giờ người ta có giới, mới có lẽ có giới lại. Và người ta thấy người ta không tự tin, cho nên nó mới cứ nhẹ, không nghe gì đi. Mà các người quản lý có phải chỉ vấn đề tư vấn đâu. Ta có rất nhiều tư vấn, mà bản chất đại lý là không bao giờ là quốc tế đâu. Các chị đồng ý là, còn mình không đi được. Thế là, sinh ra chửi nhau. Có đúng là, sinh ra chửi nhau. Cho nên thứ nhất, nếu các anh chị đi hỗ trợ, người ta sẽ bị lại. Cái thứ hai, đừng bao giờ nghĩ rằng cái khả năng của mình gặp ai cũng hết được nha. Bởi mình đi hỗ trợ cho họ, nhưng mình không biết mối quan hệ của người khách hàng này với người đại lý như nào, còn đối với mình chắc chắn là không. Có đúng là, vậy thì, nếu mình tốt không được, có chuyện gì xảy ra? Sẽ rơi vào đầu người đại lý này là cái người mình quá khó để mà làm. Ôi giời, chị trình độ cao như vậy, chị trí cao như vậy, làm lâu năm như vậy, giỏi như vậy, còn không tư vấn được nữa hả? Là mình và cuối cùng bỏ. Còn cứ ấy giỏi, hết cái mối quan hệ, ta gọi là tầng sâu mà người ta không có kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm, đến tầng vỡ mà tự gọi chết. Ta hết mối quan hệ, cứ đúng là. Cho nên các anh chị phải nhớ cảnh báo. Và đó là lý do tại sao có được điều này này. Có được không? Thì em mới lấy từ tiết kiệm đấy, cộng với khoản thu nhập có một bước kia, lòng tôi chưa ra, đúng không? Còn không thì thôi, em có hỏi anh ấy chi phí một tháng là bao nhiêu ra số tiền bảo hiểm, sau đó cái lãi ở ngân hàng, lo gửi số tiền bảo hiểm ở ngân hàng là bao nhiêu, phải nối sẽ cùng cái số tiền đó và giảm đi 1% thì có tính được không? Ta lấy tiền đấy từ đây để tính dưới toàn bộ cả tài sản đấy được không? Được chưa? Buổi chiều ngày nay ta chỉ yên tâm, buổi chiều ngày nay tôi sẽ chia sẻ hai chủ đề. Một là làm thế nào cái người ứng viên người trước mặt chúng ta sẽ tuyển họ. Để tôi làm bảo hiểm, mà đánh vào lửa luôn nhá. Tôi có một khả năng đó là thích người nào sẽ tuyển được người đấy. Được chưa? Thế thì nông dân tôi cứ một cái bảng một cái nước thế xong. Nhưng tuyển được bao giờ thì làm thế nào để họ hoạt động. Và kết thúc phần đó, tôi sẽ có một buổi các phần giao lưu. Các anh chị có bao nhiêu được cái vấn đề ở ngoài, tôi mới được vợ mình.
cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ dẫn trả lời. Được chưa? Ok, còn bây giờ, thứ nhất tôi xin được cảm ơn tất cả các anh chị và ước nguyện được cho năm mới. Chúc các anh chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và điều đặc biệt đó là sự bứt phá thật rực rỡ trong năm 2019 với Bảo Hiểm Thọ. Và sau đây tôi xin phép được nhiều lời lại cho bạn Quỳnh. Nhưng trước khi nhiều lời cho bạn Quỳnh, thì hôm nay chúng ta có buổi giao lưu, thì do bởi số lượng chúng ta khá đông, cho nên chúng ta sẽ chịu khó di chuyển xuống tầng 1, sau đó đi rẽ ra bên trái nước túi, chúng ta đến cái nhà hoàng hoa hồng, hoa sen một, thì chúng ta đã thuê cái nhà hàng ở đấy, là bởi vì nó có cả cái diện tích này, đó là tầng 3, đó, thì chúng ta sẽ cùng ăn uống với nhau, tầng 2 thì thứ hai, ok thì sẽ có các bạn sẽ hỗ trợ những cái đó. Và cảm ơn tất cả các chị đã chú ý lắng nghe từ sáng giờ. Bây giờ xin nhường lại cho chị.